Suzuki Viva nha các bạn. Đây là đề cao á, Suzuki Viva này đề cao nha các bạn. Đây là máy rất là yếu nha các bạn. Là máy 2-3 người làm rồi nha các bạn, yếu. Mà cái nguyên nhân chính là nghẹt bô nha các bạn. Nghẹt bô, mình có cái clip đốt bô rồi nha các bạn. Giờ thì chạy rất là ngon, rất là lực nha các bạn. Mình mở khóa mình đề cho bạn nghe nè. Tiếng máy là khi mình xử lý lại là không có còn nghe một tiếng động cơ nữa nha các bạn. Các bạn nghe nè. Và bô để bít luôn á, nghĩa là nó bít nó không ra được gió ở đây nè. Bạn làm máy cỡ nào cũng yếu nha bạn. Phải phẫu thuật cái chỗ này nè, phẫu thuật. Rồi mình phải lấy cái và cái giống như là cái mấy cái mạc, mấy cái than nó bít lại các bạn. Thì nhiều khi nó bị cái đó mà cứ chỉnh bình xăng các bạn, cảm giác lên ra nó hùng hụt, chỉnh bình xăng con cũng nhiều lắm nha bạn. Bạn thấy Suzuki đời cũ mà làm bây giờ tiếng máy vậy là quá ngon. Rất là ngon bạn, xu cỡ này thì xài cả chục năm nữa được á.